có một câu hỏi của bạn Thảo Phi là em đang mang song thai, việc tiêm vaccine có khác nhau giữa người mang đơn thai và song thai không ạ? Không có gì khác nhau cả. Tuy nhiên là người mang song thai thì cái nguy cơ về thai sản khoa ấy, về thai nghén là bao giờ cao hơn. Mình mang hai thai thì vất vả hơn, về cái mức độ nuôi dưỡng thai nhiều hơn, nguy cơ của song thai có thể đẻ non cao hơn, vân vân. Tuy nhiên thì như tôi nói ban đầu, cho đến hiện nay tổng kết của Y tế Thế giới, của Tổ chức Y tế Thế giới, của các nhà sản khoa trên thế giới, của những ca đẻ cụ thể trong những nghiên cứu một lô hàng chục nghìn bệnh nhân mang thai, thì không có một cái ảnh hưởng nào của tiêm phòng vaccine COVID đối với phụ nữ được tiêm phòng chính thống từ 13 tuần đến, không có một ảnh hưởng nào cả, không thống kê thấy bất kỳ một ảnh hưởng nào đối với cả bà mẹ và em bé. Chính vì vậy mà chúng ta một hay hai thai thì chúng ta vẫn tiêm phòng bình thường. Như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy là rất là yên tâm. Có cái nhóm câu hỏi như chúng tôi chia sẻ từ đầu, khi mà có tham khảo ý kiến của các mẹ ở rất nhiều nơi gửi đến ạ, thì rất nhiều câu hỏi là em đang mang thai em có nên tiêm vaccine không, rồi em mang thai 15 17 tuần có tiêm không, thì các bác sĩ cũng đã vừa trả lời chung cho quý vị biết như vậy rồi. Như vậy thì chúng ta rất rất nên tiêm phòng để đảm bảo sức khỏe của mình và sự an toàn của mình, và đặc biệt là không có ảnh hưởng nào gây ra cho những phụ nữ mang thai khi mà chúng ta được tiêm vaccine. Như vậy thì có thể yên tâm hoàn toàn rồi, đúng không ạ?